Bôi kem chống nắng đi con. Bố. Nhưng con muốn giảm nắng cơ. Tuyệt vời ông mặt trời. Cả lớp. Chết tự. Tiếp đi. Mọi chuyện bắt đầu vào một chiều hạ. Bạn trai tớ đến nhà tớ. Này, coi chừng. Chờ em chút. Đây. Bố, đây là pizza. Đi thôi em. Chào. Bố ơi, con về phòng đây. Em cảm ơn. Mơ đi. Làm trò gì vậy? Bố. Bố vừa thôi. Con trai ơi, về nhà đi. Em xin lỗi, tiếp nhé. Luna, anh... Hả? Chào. Có lẽ anh về đi. Đừng đừng, không sao đâu mà. Wow, về đi cắn. Nó cắn đấy. Đi ngay. Go. Đúng. Kệ bố em đi. Thôi anh về đây, làm phiền nhà em quá. Bố. Dạ thưa chú. Ôi không. Hả? Có gì ơi? Sao vậy bố? Chả sao. Bố có chuyện muốn nói này. Đây sẽ là kỳ nghỉ hè đã nhất của con. Yeah, vì bố sẽ đi cùng bé con mà. Luna, Luna, cậu đi đâu thế? Cậu đi dự tiệc ở đâu không? Tớ đang định kể đây này. Bố ơi, con lái nhé. Bố là số 1. Này. Yay. Bố không chịu nổi nữa đâu. Bố, nhanh lên, nhanh nữa. Và đến cuối rồi. Luna. Oh yeah. Quá tuyệt. Bố. Ăn mặc kiểu gì thế hả? Các người chứ. Trời đất. Cục vàng của bố. Nè, cậu mới đến đây à? Chào cậu. Mặc gì thế này? Được rồi đấy. Nhìn kìa, anh ấy là soái ca đấy đấy. Anh vừa cao vừa đẹp trai, cánh tay săn chắc và... Mà kệ đi, tới lúc đó kiểu... Wow! Lại bắt chuyện đi! Chào! Chào! Em mới đến hả? Lần đầu anh thấy người xinh đẹp đấy, mắt em đẹp thật. Em có muốn đi dự tiệc với anh không? Sẽ ngủ lần đấy, bữa tiệc vào ngày mai đấy. Em sẽ đến ạ. Cứ vẫn... Hỏi gì vậy trời? Sao chậm vậy ta? Bắt lấy. Cảm ơn anh nhiều, anh cứu bố em rồi. Đi chỗ khác nào. Gọi em nhé. Phải làm mới mình thôi. Chật bụng quá. Bố, bố có sao không? Bố ơi, mày sấy tóc hỏng rồi. Hay là mình mua cái mới ạ? Để bố sửa. Xong rồi này. Còn xin. Dùng đi. Này mình ăn toàn rau.
Luna, con đang nhắn tin với ai đấy? Đâu có ai ạ. Đừng thế nhé, đừng mệt trai. Còn biết thừa. Giày là đây rồi. Còn đi tiệc bố ơi. Bố tháo hết xăng rồi. Để xem ai thắng game này nhé. Bố thích đậu phộng này. Đậu phộng ở đâu vậy này? Quá trời luôn. Đã ghê. Hello. Hi. May quá, mọi chuyện suôn sẻ cả. Wow, tuyệt cú mèo, quẩy thôi. Tớ tên Luna. Chào, tớ là Tony. Cậu tên gì cơ? Ủa? Chào. Chào. Tiệc cháy quá ha. Chào, tớ là Luna. Chào. Bố, bố sao vậy? Bố cứ quậy tung mọi thứ lên. Luna, mình đã đi nghỉ mà. Con muốn đi nghỉ một mình thôi. Rồi, bố hiểu rồi. Này, tớ đến rồi. Bố tên nè. Chào các con. Thế bố cậu đâu? Để tớ về rồi. Ước gì con bé cứ mãi như ngày nào. Luna, bố, đi chơi cùng con đi. Thôi. Của tớ như thế đó. Ba cộng, chúc mừng em nhé. Ủa, nhưng còn Pete thì sao? Bố ơi, đi chơi vui quá, con cảm ơn. Chuẩn rồi con yêu. Gì vậy bố? Để bố lấy ra. Cháu sẽ không bao giờ nói chuyện với Luna nữa cháu. Này, sorry, cháu quên này. Cái điều khiển chiếc tiệt ở đâu rồi? Đây nè bố.
À, thôi nào, con ném như con gái vậy. Con là con gái mà bố. Lý do. Tốt hơn rồi đấy. Anh yêu Jason ư? Anh yêu Jason. Tôi không biết cậu là ai. Tôi cũng không biết cậu muốn gì. Nếu giờ cậu tránh xa con gái tôi, tôi sẽ để yên cho cậu. Bằng không, tôi sẽ tìm đến chỗ của cậu và tôi sẽ... Bố! Siri, Willie Eilish là ai vậy? Bố? Nó là điện thoại của con mà. Vậy sao? Giống y của bố thế nhỉ? Anh yêu Jason. Ủa bố? Cơ mà... Họ nói gì vậy? Gì cơ? Con nhỏ đáng ghét vãi chửi nó. Sao nó dám? Đúng đó, tụi nó nói vậy đó. Bố không dám đâu. Băng keo thần thánh này sẽ có tác dụng nhanh đây. Bố mà còn nghe thấy con chửi tục nữa là con sẽ được rửa miệng bằng xà phòng đấy. Bố không dám đâu. Này. Ôi không. Tốt hơn rồi. Đẹp lắm bố. Bố biết mà, còn yêu. Đi chơi vui vẻ nhé. Nó đi đâu vậy nhỉ? Bố vẫn còn đói. Con cũng vậy. Mẹ gọi đi bố. Alo mẹ. Chào em, thế nào rồi? Ở đây rất đẹp. Hai bố con dọn nhà chưa đấy? Rồi. Tốn, hai bố con có thích cái bánh của mẹ không? Ôi ý, mẹ phải đi đây, bye bye. Lần nào cũng vậy. Bố dừng lại. Hôm nay Spike sẽ được ăn ngon lắm đấy. Kinh quá. Con muốn nói là con đang trong những ngày ấy. Bình tĩnh, chúng ta sẽ giải quyết. Không sao mà bố. Có sao chứ? Con có nói với mẹ rồi. Đây này con, đừng lo. Con ổn chứ? Con còn băng vệ sinh rồi. Con chỉ muốn nói với bố vậy thôi, mọi thứ ổn mà. Con có cái này cho bố. Gì vậy? Đây là bạn trai mới của con. Nữa hả? Cái gậy của bố đâu rồi? She's the one I never wanna lose. That's the girl of my dreams. She just pleads my senses at the seams. Chúng ta cần nói chuyện. Một mét tám. Giờ là bài kiểm tra cuối cùng. Để tôi vào thẳng vấn đề nhé. Tôi không biết cậu, nhưng tôi muốn biết cậu có ý định gì với con gái tôi. Nói đi chứ. Cháu rất yêu cô ấy. Cháu không thể sống thiếu cô ấy. Cô ấy là điều tuyệt vời nhất đến với cháu. Và cháu rất. Được rồi, cậu đã thành công. Đi. Cậu ấy có vẻ được.